Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài quy trong một niềm. Chứng sanh nghiêm ba kỳ, kịp không mà cùng tận. Phần chúng sanh tâm thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Quả Hiện Vị Lai Tâm Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, thâm công pháp giới đạo tràng. Mười phương hiền thành mấy bao kiên tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền. Pháp thân toàn thay yên tiền, phần pháp rộng sâu răng nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếm khó tìm cầu.
tùng nguyện tỏ như lai nghe nhiệm màu ấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm trình áo bài vai hứa chấm tay hướng Phật mà bành rằng Thế Tôn Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm. Phần bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát Thiện Nam Tử nếu có vô lượng trăm nghìn chúng sanh chịu can sự khổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đằng. Do vì xưng ngoài thần của Bồ Tát này vậy nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cư mà nào sáng hô hộ phánh trân châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang khoa khoai nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi nếu quy giả xoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền sinh trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi nếu kẻ oan tâm đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có một vị thương chủ nhân đoàn người buông đêm theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở trong đó có một người xướng rằng can thiện nam tử chớ có
sơ sanh. Các ông phải nên mong lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sanh. Nếu các ông xưng danh hiệu Ngài, thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có sức ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dung, thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn, thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng giận hờn. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si vô tận y. Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức ngoài tầng rộng lớn, nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải mong lòng thường nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phượng đừng trì huệ. Già sợ muốn cầu con gái bèn sanh con gái, cô tướng xinh đẹp trước đã trồng còi buông đứng. Mọi người đều kinh mến vô tận y. Quán Thế Âm Bồ Tát có sức ngoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời vừa đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm thua phan y. Ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Vô tận ý, thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế nhận đến một thời lệ lại cúng dường, thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ưng kiếp, không thể cùng tận vô tận ý. Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đặng vô lượng vô biên phương đứng lời ích như thế. Phần rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào? Vì chúng sanh nói pháp như thế nào? Sức phương tiện của Ngài như thế nào? Phần bảo vô tận ý Bồ Tát, thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phận đằng đồ qua thời, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phận. Vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giang, đằng đồ qua Bồ Tát liền hiện thân duyên giang. Vì đó nói pháp
đăng đồ thoa bồ tát liên hiền thân thanh văn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương đăng đồ thoa bồ tát liền hiền thân phạm vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân đăng đồ thoa bồ tát liền hiền thân đế thích, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên đăng đồ thoa bồ tát liền hiền thân tư tài thiên, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tỳ sa môn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tiểu vương đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tiểu vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân trương gia, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân cư sĩ, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tế quan, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân bà la môn đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân bà la môn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân phụ nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng già xoa càng thẳng bà tu la ca lầu la khấn na la ma hồ la già nhân cùng phi nhân đăng đồ thoa bồ tát liền đều hiện thân mà, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân thần chấm kim cang, vì đó nói pháp vô tận ni quan thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế, dùng vào đi trong ca cõi đường để độ toàn chúng sanh như thế, vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa san, hãy ban cho sự vô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô ý, ngài vô tận ý Bồ Tát ban phần rằng: Thế Tôn, con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng, nơi cổ đêm cúng dường cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin ngài nhân chuối ngọc trăm bảo pháp thi này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuối ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin ngài về thương chúng con
tôi mà nhầm chùi ngồng này. Bây giờ Phật bao ngày Quán Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tứ chúng cùng ở trời rồng. Và do càng tháng ba tu la ca lậu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó tân thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó chia phần một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần từ tài như thế vào đi nơi cõi ta bà lung đó ngài vô tận ý Bồ Tát nói kệ phần rằng Thế Tôn đủ tương tô con nay lại hỏi kiên phần tự nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm đánh đầy đủ tướng tốt nói kề đạm vô tận ông nghe hành Quán Âm kêu ưng căn ơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kiếm chẳng nghĩ bằng hầu nhiều nghìn đứng pha pha nguyện thắng tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giả sự thanh lòng hài số rớn hầm lửa lớn do sân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do sân niệm Quán Âm sông mọi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di bị người sâu rơn xuống do sân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoàng bị người dư rượt ra xuống núi kim cang do sân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mày long hoàng gặp oán tận vây đều cầm giáo làm hài do sân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sấm chén do sân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm do sân niệm Quán Âm tháo ra đằng hoa khói nguyện rủa cán khôn độc muôn hại đến thân đó do sân niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do sân niệm Quán Âm liền đều không dám hai hoàng thú giữ vây quanh nanh vuông nhọn đáng sợ do sân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông do sân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da khói mưa lớn do sân niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bức thần Quán Âm xưng chi nhiều hay cứu khổ thế gian đầy đủ xưng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quỷ súc sanh sanh già bình chánh khổ lần đều khiến dân anh chờ quán thân tình
tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân. Huệ nhận phá cám tối hay phùng tai gió lửa khắp soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ diệu đường mây tối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sản do sân niệm quan âm cử oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi. Quán âm bừng tình thanh nơi khổ nào nàng chết hay bị làm nương cậy đủ tất cả công đức măng lành trong chúng sanh điền phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liền tơ cho ngồi đứng dậy đến trước bánh vòng rằng thế tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quán thế âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền. Chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phán tâm vô đằng chánh giác. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn quán thế âm Bồ Tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bán di hồng 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 phổ môn thị hiện cư khổ tầm thanh từ bi thuyết pháp đồ mê tăng phổ cảm ứng tùy hình tư hải thanh định bát nạn vĩnh vô thâm. Nam mô hiệu biến thông danh từ tài quán âm như lai quán pha hoàng thể nguyện. Nam mô những niệm tâm vô quái ngại quán âm như lai thường cư nam hải nguyện.
Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quang Âm Như Lai Tâm Thính Cứu Khổ Hoàn Thiện. Nam mô Hằng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Mà Nguyện. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lộ Sai Tâm Ma Nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nam mô Trú Dạ Tuần Vô Tôn Hải Quán Âm Như Lai Thề Diệu Tam Đồ Nguyện. Nam mô Vọng Nam Nhân Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam mô Tào Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Nam mô Tiền Trạng Khoan Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thầm Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Không mà thầm nhị đại nguyện thế hoan thâm khổ hại phim từ phong ma phổ tế tâm dung sáng sáng hiện vô cùng Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Quyết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thính Thinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bớn Mây Trần Lào Lào Bốn Thánh Thiên Chân Bao Trùm Muôn Loài Chẳng Phân Thanh Phàm Vần Tâm Ấy Lần Trang Sáng Suốt Cõi Bờ Kia Một Bước Đến Nơi Trái Lòng Tròn Đủ Xưa Nay Công thành quả chứng có bài đính đăng hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông soi thấy năm uẩn đều không có gì đồ tâm cả không chi khổ áp trong thực tâm hiền cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không mà ấy sắc tương cùng đồng không tương không tương y như tường sẵn kia thọ tưởng hành thân phân chia cùng lại như vậy tông về chân không tòa sáng tướng nhân ông tạm đó can pham kia tưởng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm cơ ấy nên cõi trên không giới thế lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quần ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy đồng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không tánh không sang xuống đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tứ đế cũng chẳng có nào à không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tăng cả nhân pháp kia đều xả nhị không vâng lòng trí huệ linh thông à, bờ kia mau đến tâm à, không ngại gì à, không quái ngại có chi cũng bố tưng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo tu duyên à, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phẩm y đàn bát nhã đa bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bát nhã là hơn pháp môn tối thắng
cõi chân mau về. Thì thần chú linh tri đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú vô đẳng thịnh thịnh oai thần. Trừ tăng cả nguyên nhân càng khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sương. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Đừng quán âm ngoài thần lòng lòng mà khắp thế gian đều trọng danh ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua, bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quán. Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền, dầu trọng bệnh liên miên khổ cực, niệm danh ngài lập tức khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua, vô lượng kiếm ta bà thế giới. Xuống cõi nhân gian hoa thần công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng của cha. Diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chi thơ cùng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao. Trọn môn nhà đường vào cánh phong, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ tri cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu. Tròn chín năm chân từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tại đồng hương tích
bắn thành Việt Nam. Một cảnh tiên mày làm che phủ, có Cam Tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, và dưới bể ngọc chia nhau sớm tối. Chầu hải bên không lỗi đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay. Hành theo ý chỉ của thầy ban ra, Quán Thế Âm danh là tự tài. Khắp tam thiên qua lại dạo chơi, từ bi ngài muốn đổ đời. Mười hai đại nguyện thiền thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tham. Biển Nam hải núi Phổ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phố môn thì hiện, Đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài. Oai thần linh hiển không hai, cầm thanh cơ khô chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn thu cư sĩ, hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ưng hiền tân thì, tới nơi diệu dắt cấm kỳ đổ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường. Chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương quá liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chờ có quán này, một lòng nương mô cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vững đời, vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chín tầng sen báo đài vàng, Di Đà Tho kia rỡ ràng thành thôi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm kinh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chi tâm đành lễ đấng từ tôn. Đã bao phen sanh tử dầm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lũng đạo. Thế Tôn đã đến nên dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày, tai thính tiếng mận đường vua nịnh. Mùi quen ngửi mùi thơm bất tình, lời dành theo lắm chuyện gây gon. Thân ham dùng găm vón xe xuôi, mở tướng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lắm che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối với bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dứt bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Trước
hướng đại thiên thành kính hướng về tình tam độc quý tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đáo dân tâm cùng gông rễ vô minh chí phàm phu tử lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ con giống lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bưu thành đặng từ giác giác tha viên mạng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật phụng tùng công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giai hồi hướng vô nguyện phạm giới chư chúng sanh công vạn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu vô nguyện tội chương tâm tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kim phần ngộ vô sanh bấm thối bồ tát vi bàn lữ nguyên vị thư công đức phổ cầm ư nhân thiên đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô thường tự quy đấng phạm vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng ngài thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài quý cho một niềm chứng sanh nghiêm ba kỳ không mà cùng tận phần chúng sanh tâm thường rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bằng lưới để châu vì
sáng ngời. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần hư không biên phạm giới quả hiện vị lai tâm phương chư Phật. Tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Hộ pháp chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Kim lư vừa bén chiên đàn à, thâm công pháp giới đạo tràng mười phương ơi, hiền thành mấy bao kiên tường à, chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền. Pháp thân toàn thay yên tiền à, Phần pháp rộng sâu răng nhiệm màu ở trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trị tụng nguyện tỏ như lai nghe nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp
Phần bảo ngài vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng. Do vì xưng ngoài thần của Bồ Tát này vậy, nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cư mà nào sáng hô hộ phánh trân châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sang trong đó, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang khoa khoai nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi, nếu quy giả xoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền sinh trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi, nếu kẻ oan tâm đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có mong vì thương Chúa dân đoàn người buông đêm theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sàn. Các ông phải nên một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thi cho chúng sanh. Nếu các ông xưng danh hiệu ngài, thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có xưng ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu
có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng giận hờn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát. Có những sức ngoài thần rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng thường nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sẵn con trai phượng đừng trì huệ. Già sợ muốn cầu con gái bèn sẵn con gái cô tướng xinh đẹp trước đã trồng còi buông đứng. Mọi người đều kính mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát, có sức ngoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Bồ Tát. Vô tận ý nếu có người thọ trì danh từ của 62 ứng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm thua phan y ông nghĩ sao. Công đức của người thiện nam người thiện nữ đó chẳng vô tận ấy, thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ưng kiếp, không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên phương đứng lời ích như thế, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bằng phận rằng Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào. Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát. Thiện nam tử nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đằng đồ qua thời Quán Thế Âm Bồ Tát, liền hiện thân phần vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giang. Đằng đồ qua Bồ Tát liền hiện thân duyên giang vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn. Đằng đồ qua Bồ Tát liền hiện thân thanh văn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân phạm vương vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thích. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân đế thích vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tự tại thiên. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tự tại thiên vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn.
đằng đờ thoát Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Sa Môn, vì nó nói pháp nơi đáng dùng thân Tiểu Vương. Đằng đờ thoát Bồ Tát liền hiện thân Tiểu Vương, vì nó nói pháp nơi đáng dùng thân Trương Gia. Đằng đờ thoát Bồ Tát liền hiện thân Trương Gia, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Cư Sĩ. Đằng đờ thoát Bồ Tát liền hiện thân Cư Sĩ, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Tế Quang. Đằng đờ thoát Bồ Tát liền hiện thân Tế Quang, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Bà La Môn. Đằng đờ thoát Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di. Đằng đờ thoát Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Phụ Nữ của Trưởng Giả Cư Sĩ Tế Quang Bà La Môn. Đằng đờ thoát Bồ Tát liền hiện thân Phụ Nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Đồng Nam Đồng Nữ. Đằng đờ thoát Bồ Tát liền hiện thân Đồng Nam Đồng Nữ, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Trời Rồng Già Xoa Càng Thẳng Bà Tu La Ca Lầu La Khấn Na La Ma Hồ La Già Nhân Cùng Phi Nhân. Đằng đổ thoát Bồ Tát liền đều hiện thân Ma, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Thần Chấm Kim Cang. Đằng đờ thoát Bồ Tát liền hiện thân Thần Chấm Kim Cang, vì đó nói pháp Vô Tận Ni Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó thành tựu công đức như thế, dùng vào đi trong ca cõi đường để độ toàn chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng Cấm Sa San, hãy ban cho sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là Vị Thế Vô Ý. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát ban phần rằng: Thế Tôn, con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng, nơi cổ đêm cúng dường cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhân chuối ngọc trăm bảo pháp thi này. Khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuối, Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc này. Bây giờ phẩm bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát và hàng tư chúng cùng Trời Rồng Già Xoa Càng Thắng Bà Tu La Ca Lầu La Khấn Na La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân vân vân, mà nhận chuối ngọc đó từng thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và Trời Rồng Nhân Phi Nhân vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: một phần
phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô Tần Ni Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần từ tại như thế vào đi nơi cõi ta bà lung đó ngài Vô Tần Ni Bồ Tát nói kệ hồi phần rằng Thế Tôn đủ tương tô con nay lại hỏi kiên phần tự nhân duyên gì tên là Quán Thế đánh đầy đủ tướng tốt nói kề đạm Vô Tần ông nghe hành Quán Âm khéo ứng căn ơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghi bằng hầu nhiều nghìn đứng và phá nguyên thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng qua hay về khổ ca cõi giả sự thanh lòng hài rô rớn hầm lửa lớn do sân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do sân niệm Quán Âm sông mồi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di bị người sâu rớn xuống do sân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoàng bị người dư rượt rỡ xuống núi kim cang do sân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mày long hoàng gặp oán tận vây đều cầm giáo làm hài do sân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sắm chén do sân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm do sân niệm Quán Âm tháo ra đằng hoa khói nguyện rủa cán thuốc độc muốn hại đến thân đó do sân niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do sân niệm Quán Âm liền đều không dám hai hoàng thú giữ anh vuông nhọn đáng sợ do sưng niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông do sưng niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da khói mưa lớn do sưng niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bức thần Quán Âm xưng chi nhiều hay cứu khổ thế gian đầy đủ xưng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quỷ súc sanh sanh già bình chán khổ lần đều khiến dân trường Quán Thân tịnh Quán Tri Huệ Quán rộng lớn bi Quán và từ Quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân Huệ nhận phá kháng tối hay phùng tai gió lửa khắp soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ diệu đường mây xối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sản do sân niệm Quán Âm cử oán đều lui tan diệu âm Quán Thế Âm phàm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường khoai niệm niệm niệm
tâm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chán hay bị làm nương cậy đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sanh điền phương lớn không lường cho nên phải đành lề. Bây giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bánh Phật rằng Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại Phổ Môn thì hiền chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phần Phổ Môn này trong chúng có 84.000 chúng sanh đều quan tâm vô đằng chánh giác kinh diệu pháp liên hoa phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bán di hồng 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 Phổ Môn thị hiện cư khổ tầm thanh từ bi thuyết pháp độ mê tăng phổ cảm ứng tùy hình tư hải thanh định bát nạn vĩnh vô thâm nam mô hiệu biến thông danh từ tài quán âm như lai quán pha hoàng thể nguyện nam mô những niệm tâm vô quái ngại quán âm như lai thường cư nam hải nguyện nam mô trụ ta bà minh giới quán âm như lai tâm thính cứu khổ nam mô hạng tà ma trợ yêu quái quán âm như lai năng trừ nguy hiểm mà nguyện nam mô thanh tịnh bình thủy dương liệu quán âm như lai cam lồ sai tâm
Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nam mô Trú Dạ Quần Nam mô Bổn Nam Nhân Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam mô Tào Pháp Thuyền Du Cổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tần chúng sanh nguyện. Nam mô Tiền Trạng Khoan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thầm Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Khổ hại phím từ phong Phổ Tế Tâm Dung sáng sáng hiện vô cùng. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Quyết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thính Thinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bớn Mây Trần Lào Lào Bốn Thánh Thiên Chân Bao Trùm Muôn Loài Chẳng Phân Thanh Phàm Vần Tâm Ấy Lần Trang Sáng Suốt Cõi Bờ Kia Một Bước Đến Nơi Trái Lòng Tròn Đủ Xưa Nay Công thành quả chứng có bài đính đăng hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông soi thấy năm uẩn đều không có gì đồ tâm cả không chi khổ ách trong thực tâm hiền cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không mà ấy sắc tương cùng đồng không tương không tương y như tường sẵn kia thọ tưởng hành thân phân chia cùng lại như vậy tông về chân không tòa sáng tướng nhân ông tạm đó can pham kia tưởng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm cơ ấy nên cõi trên không giới thế lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quần ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy đồng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không tánh không sang xuống đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tứ đế cũng chẳng có nào à không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tăng cả nhân pháp kia đều xả nhị không vâng lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngại có chi cũng bố tưng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo tu duyên niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật y đàn bát nhã đa bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bát nhã là hơn pháp môn tối thân cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lực thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chúa tôi thường oai linh ấy chúa bồ đẳng thịnh thịnh oai thần trừ tăng cả nguyên nhân càng khổ thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la
tình. A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Ya Di Ni Ya Ya Na Chi Đa Ca Lệ Ta Ba Nam Mô A Di Đà Bà Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đa Điện Ya Tha. A Di Đà Đô Ba Tỳ A Di Đà Đa Tấn Đam Ba Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Ya Di Đà Ya Ya Na Chi Đa Ca Lệ Ta Ba Nam Mô A Di Đà Ba Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đa Điện Ya Tha Di Đà Đô Ba Tỳ A Di Đa Tấn Đam Ba Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Ya Di Đà Ya Ya Na Chi Đa Ca Lệ Ta Ba. Đừng quán âm oai thần lòng lòng khắp thế gian đều trọng danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai. Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quá, bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quán thế âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, hệ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền, dầu trọng bệnh liên miên khổ cực, niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng qua, vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng của cha, diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chi thơ cùng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao, trọn một nhà đường vào cánh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ tri cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu, tròn chín năm chân từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tại đồng hương tích băng thành Việt Nam, một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, chầu hải bên không lỗi đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán thế âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi, từ bi Ngài muốn đổ đời. Mười hai đại nguyện thiền thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tham. Biển Nam hải núi Phổ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn,
trong một phẩm phổ môn thì hiện đức Như Lai thuộc chuyển thiên ngài oai thần linh hiện không hai cầm thanh cơ cô chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ngài liền ứng hiện tân thì tới nơi diệu giấc cấm kỳ đổ cho hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường chí thành đôn nén tâm hương vừa niềm danh hiểu tai ương quá liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đứng Như Lai truyền dạy không sai chúng ta chờ có quán này một lòng nương mô cầu ngài đổ cho trong khổ hải đò từ vững đời vớt chúng sanh đưa tới lạc ban chín tầng xem báo đài vàng à di đà tho kia rỡ ràng thành thôi từ bi cứu khổ độ đời tầm kinh giải nạn đến nơi hòa bình à nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo đệ tử hôm nay quỳ trước điện chi tăng đành lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dầm dồn trôi lăn mãi trong vòng lũng đạo Thế Tôn đã đánh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày tai thính tiếng mận đường vua nịnh mùi quen ngửi mùi thơm bấn tình lời dành theo lắm chuyện gây gon thân ham dùng găm vón xe xuôi mở tướng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lắm che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối với bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dứt bỏ chuyện sáu căn đã khỏi lầm mê trước đại thiên thành kinh hướng về tình tam độc quý tam bảo phần giới cánh chuyên trì chú đáo dân tân cùng gông rễ vô minh chí phàm phu tử lực khó thành cầu đại gia từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ con giống lòng vì đạo nương từ quan tìm đến bưu thành đặng từ giác giác tha viên mạng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tùng công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giai hồi hướng vô nguyện phạm giới chư chúng sanh
công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu vô nguyện tội chương tâm tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kim phần ngộ vô sanh a bằng thối bồ tát vi bằng lỡ nguyên dị thư công đức phổ cầm ư nhân thiên đằng giữ chúng sanh giai công thành phần tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô ai thường tự quy Tạ